Sáng nay tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình có buổi đối thoại giải quyết khiếu nại lần 2 của công dân. Cụ thể, đối thoại giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Ngô Quốc Phong, ngụ ấp Tân An, xã Tân Lập, thị xã Tịnh Biên, yêu cầu nâng giá bồi thường diện tích đất từ 1.022.000 một mét vuông lên 2 triệu đồng một mét vuông, bồi thường bổ sung các cây ăn trái lâu năm. Và bà Trần Thị Lệ Thủy, xã Tân Lập, yêu cầu nâng giá bồi thường diện tích đất từ 1,5 đến 5 lần theo giá thị trường năm 2021 và hỗ trợ thêm các khoản bồi thường khác. Tại buổi đối thoại, sau khi nghe các trường hợp khiếu nại trình bày và các sở ngành địa phương phân tích cùng với đề xuất của ban tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình kết luận, đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên, hai trường hợp khiếu nại trên là đúng quy định của pháp luật nên không có cơ sở xem xét giải quyết. Hiện nay, giá đất bồi thường được khảo sát theo giá thị trường tại khu vực đất thu hồi đã được thông qua hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và được Sở Tài nguyên và Môi trường trình và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 2219 trên QĐ UBND và được đa số người dân trong khu vực dự án đồng thuận. Vì vậy, việc ông Phong yêu cầu nâng giá bồi thường đất là không đúng quy định. Trường hợp khiếu nại bồi thường của bà Trần Thị Lệ Thủy có diện tích đất ở thu hồi là 60,5 mét vuông và được Ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên giải quyết bồi thường đất ở với giá là 1.022.000 đồng một mét vuông là đúng theo phương án được duyệt. Vì vậy, việc bà Lệ Thủy yêu cầu nâng giá bồi thường đất ở từ 1,5 đến 5 lần theo giá thị trường năm 2021 là không có cơ sở xem xét giải quyết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 theo hướng giữ nguyên nội dung quyết định giải quyết khiếu nại của Ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên.